lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em, những năm tháng yêu nhau xa vời, mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc buồn đắp ai kia, lối đi đến nơi nào cho chúng ta đó. Anh chị thấy em hát đang hát trên con mic nào không? Dạ, đây là bộ mic riêng biệt và dạ, con G02 nha. Đó, đây là bộ mic đi lẻ. Đấy. Thì con này có thể kết nối được cho anh chị là trên âm ly, trên loa kéo và dạ, trên cục đẩy luôn nha. Đó, nhà ai mà đang hư mic dạ thì tham khảo giùm em cái con mẫu này và dạ, đâu đó chỉ trên dưới 6 đồng thôi. Đó, bộ mic này G02 nha, kết nối được cho anh chị tầm khoảng cỡ gần 20m nha. Đó, bộ mic không dây cực kỳ là tiện lợi luôn. Anh chị phụ nữ nào đó cũng có thể sử dụng được. Đó, mic này nó sử dụng pin sạc nha, không phải là pin rời, pin 2A như kia. Đó, anh chị nào xài hết pin và cắm sạc vào đây giúp em nha. Ok chưa? Đó. Thì anh chị nào yêu thích con này và muốn tham khảo tới con này và để lại comment bên dưới cho em nha. Cảm ơn chị ạ. À.